người dùng mạng xã hội ngày càng gia tăng, việc mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số cũng đang là xu thế ngày càng phổ biến. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, thì hình thức mua hàng online đã chiếm tới 80% nhu cầu mua sắm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc quản lý nguồn thu thuế từ hoạt động kinh doanh này hiện vẫn rất khó khăn. Không cần cửa hàng hay đưa hàng hóa đến chợ, chỉ thông qua Facebook, Zalo. Thời gian vừa qua, chị Hoàng Thị Hiên cũng đã tiêu thụ được tới vài tấn mận tâm hoa Bắc Hà. Khi mà bán hàng trên mạng thì chúng ta sẽ có nhiều những cái mối quan hệ hơn, bạn bè tương tác, thì từ đó sẽ ra cái nguồn khách hàng. Lợi nhuận nó cũng sẽ tốt hơn và mình không phải mất tiền thuê chi phí mặt bằng bán hàng gì cả. Sự phát triển nhanh chóng của Internet khiến cho việc mua bán hàng hóa hiện nay được thực hiện rất linh hoạt, không giới hạn địa điểm kinh doanh, phương thức thanh toán cũng tiện dụng hơn. Với những ưu điểm đó, bán hàng online đang là giải pháp mua sắm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Trong giai đoạn dịch này thì mình đỡ phải va chạm tiếp xúc với lại người khác. Đấy, mà kể cả cái việc thanh toán mình cũng có thể là chỉ thanh toán qua điện thoại thôi, chứ mình không thanh toán bằng tiền mặt chẳng hạn. Thì tất cả những cái đấy thì mình cảm thấy là an toàn dịch này thì tốt nhất là như thế thôi. Tuy nhiên, có một thực tế là khi việc bán hàng qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội ngày càng phát triển thì công tác quản lý thuế cũng sẽ khó khăn hơn. Tại Lào Cai, hiện không có các sàn thương mại điện tử lớn hoạt động, mà chủ yếu là các hộ kinh doanh trực tuyến có quy mô nhỏ lẻ, doanh số thấp, rất khó quản lý. Hiện Cục Thuế tỉnh đang tích cực phối hợp với các sở ngành và Ngân hàng Nhà nước trong việc cung cấp trao đổi thông tin để đưa những người kinh doanh trên nền tảng số vào diện quản lý thuế. Chúng tôi phối hợp các sở ngành, sở thông tin truyền thông, sở công thương, VNPT nhằm kết xuất các danh sách cá nhân có hoạt động bán hàng online, đồng thời đối chiếu với danh sách các cá nhân đã hoạt động đăng ký thuế với cơ quan thuế để rà soát, điều chỉnh tăng doanh thu khoán theo các quy định. Với những cá nhân mà chưa đăng ký thuế thì sẽ đưa vào diện quản lý thuế tại cơ quan thuế. Ngành thuế Lào Cai cũng đã xây dựng giải pháp tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra đối với các doanh nghiệp cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Quyết tâm sẽ đưa việc thu thuế đối với hình thức kinh doanh này vào nền nếp.